Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Những tin chính sẽ phát trong chương trình này. Hội nghị phát động thi đua khối giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. Nhân dịp Tết Trung thu, các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể đã đi thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện. Tổng kết lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 9 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị của huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị phát động thi đua khối giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014. Dự tại hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Trung Anh, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, phó trưởng các ban xây dựng đảng huyện ủy, trưởng các phòng ban chuyên môn ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn các trường học về dự hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thư, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Năm học 2012-2013 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự đồng tình của toàn xã hội, sự nỗ lực vươn lên của ngành giáo dục, theo đó kết thúc năm học được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Từ thực trạng giáo dục trong các nhà trường năm học qua, hội nghị đã thảo luận tìm ra những nguyên nhân hạn chế, tìm ra giải pháp phù hợp với điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao chất lượng mũi nhọn, đồng thời phát động phong trào thi đua trong khối giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 với phương châm tăng cường kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả dạy học để đánh giá chất lượng cán bộ quản lý giáo viên, xây dựng trường học xanh sạch đẹp, đổi mới phương pháp nội dung thanh tra, coi trọng kiểm tra, khảo sát chất lượng học sinh ở tất cả các môn. Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 có 37,8% cán bộ quản lý đạt xuất sắc, 42,6% giáo viên trường đạt xuất sắc đối với chất lượng đại trà học sinh. Đối với mầm non có 100% số cháu được đánh giá theo chương trình giáo dục mầm non mới. Tiểu học 100% học sinh thực hiện hạnh kiểm đầy đủ, 25% học sinh giỏi, 30% học sinh khá, không có học sinh bỏ học. Đối với khối trung học cơ sở, về hạnh kiểm là 100% học sinh đạt loại khá trở lên, về học lực là 6,2% giỏi, 32,5% khá. Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi cấp tỉnh, về các môn văn hóa lớp 9 có 20 giải trở lên, học sinh viết chữ đẹp cấp huyện, cấp tỉnh đạt 80% số học sinh dự thi có giải. Các cuộc thi khác có 40% học sinh dự thi có giải. Trung tâm giáo dục thường xuyên chất lượng mũi nhọn là 20 giải cấp tỉnh. Trung tâm học tập cộng đồng loại tốt là 6 trung tâm. Để đạt được mục tiêu đề ra, toàn ngành giáo dục, đào tạo huyện nhà cần phải phát động phong trào đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, đồng thời ký cam kết thi đua. Thay mặt cho lãnh đạo huyện, đồng chí Lại Thế Nguyên, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, phát biểu ghi nhận sự nỗ lực của ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học trong năm học vừa qua. Đồng thời, đồng chí bí thư huyện ủy trăn trở đối với sự nghiệp chồng người của huyện nhà. Đồng chí giao trách nhiệm cho ngành giáo dục cần đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý, phát huy kỷ cương, tình thương, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: một ấy, là toàn ngành giáo dục phải tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn huyện. Đây là nhiệm vụ quan trọng số 1. Ý thứ hai, nhiệm vụ thứ hai, thì tôi đề nghị là chúng ta vừa ký kết thi đua và tôi cũng đề nghị các đồng chí phải phát động và chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong ngành giáo dục đối với cuộc vận động mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo, rồi cuộc vận động 2.0 và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực mà ngành giáo dục các đồng chí đang phát động. Trong đó, phòng giáo dục, công đoàn ngành giáo dục phải xây dựng các tiêu chí cụ thể để kiểm tra, đánh giá một cách khách quan, công tâm, kiên quyết không chạy theo thành tích, không bình quân chủ nghĩa và không vì lợi ích của bộ. Nhiệm vụ thứ ba là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, toàn huyện, lấy chất lượng học tập của học sinh là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá đội ngũ giáo viên. Kính thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang diễn ra tưng bừng ở khắp nơi.
Trong niềm háo hức của các em thiếu nhi viện nhà, đây cũng là dịp để toàn xã hội, gia đình, người thân dành sự quan tâm đặc biệt cho các em thiếu nhi, những mầm non tương lai của đất nước. Và đã trở thành thông lệ, cứ vào những dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lại dành sự ưu ái đặc biệt cho các em, đó là đến các địa phương trao quà cùng vui Trung thu với các em. Đây là nguồn cổ vũ động viên các em thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, vâng lời cha mẹ thầy cô, mai này lớn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Tại xã Phùng Minh, Tết Trung thu năm nay, các em vinh dự được đón đồng chí Bùi Trung Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đến thăm trao quà Trung thu và trao học bổng cho các em học sinh nghèo. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc các em thiếu nhi của xã luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ và con ngoan trò giỏi. Tại trường tiểu học 1 Thạch Lập, đồng chí Cao Viết Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đại diện một số phòng ban của huyện đã đến vui Trung thu, tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh. Và tại xã Ngọc Sơn, các em được đón đồng chí Phạm Công Phúc, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện Phòng Lao động, Phòng Giáo dục và Đoàn Thanh niên đã đến trao quà Trung thu và học bổng cho các em học sinh nghèo. Đây chính là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện đến các em thiếu nhi, bởi đây là một ngày Tết đặc biệt của các em. Tại những nơi đến vui Trung thu, trao học bổng và trao quà, các đồng chí lãnh đạo huyện đề nghị các địa phương, ban ngành đoàn thể, cha mẹ thầy cô hãy luôn dành tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất cho các em thiếu nhi, nhất là đối với các em học sinh nghèo, để các em được học hành vui chơi, có điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện. Đồng thời các đồng chí cũng mong muốn các em hãy tiếp tục cố gắng chăm ngoan học giỏi, vâng lời cha mẹ thầy cô. Tết Trung thu đã trở nên thực sự ý nghĩa bởi sự quan tâm của toàn xã hội dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện. Cũng nhân dịp Trung thu tối ngày 17 tháng 9 năm 2013, tức là ngày 13 tháng 8 âm lịch, huyện đoàn Ngọc Lặc phối kết hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc đã tổ chức lễ hội đêm hội trăng rằm năm 2013 tại hội trường Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự phát biểu chúc mừng và trao quà cho các cháu thiếu nhi. Đây là những bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện và là con em của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc nhân dịp Tết Trung thu năm 2013. Cùng dự có các đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thị trấn. Các cháu thiếu nhi của cụm thi đua số 3 đã mang đến những lời ca tiếng hát, những câu chuyện kể về chị Hằng, chú Cuội ở Cung Trăng, góp phần cho Tết Trung thu của các cháu thiếu nhi thêm sinh động, đặc sắc và thực sự ý nghĩa đối với các cháu. Đây là nguồn cổ vũ động viên tinh thần và chia sẻ đối với các cháu thiếu nhi đang nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, không thể giữ Tết Trung thu tại gia đình, để các cháu cố gắng vươn lên bệnh tật, mau chóng khỏi bệnh, trở về với gia đình và tiếp tục học tập tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 ngày học tập tiếp thu những nội dung cơ bản thiết thực về thống kê, các chuyên đề thống kê tổng hợp nông lâm thủy sản, thống kê công nghiệp xây dựng, vốn đầu tư phát triển, tổng hợp cấp xã, thống kê thương mại dịch vụ về giá, thống kê dân số, xã hội, môi trường và tính thu nhập dân cư. Tham dự có các đồng chí Cao Viết Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Công Phúc, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện và 44 học viên tham gia lớp tập huấn. Đồng chí Phạm Công Quốc, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát biểu ghi nhận những kết quả tinh thần cầu thị của các học viên về tham gia lớp học nghiêm túc. Có 52% đạt giỏi và khá, đồng thời giao nhiệm vụ cho học viên sau lớp học này vận dụng những kiến thức tiếp thu được vào điều kiện cụ thể trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Vệ sinh liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện tiếp tục kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm những mặt hàng phục vụ Tết Trung thu. Cùng với nhiều hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi có một cái Tết truyền thống vui tươi lành mạnh, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện đã đi kiểm tra hàng hóa tại các quầy hàng kinh doanh, cơ sở chế biến bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu như bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát, thực phẩm từ thịt tại các xã. Nhìn chung các cửa hàng tạp hóa tại các xã Mỹ Tân, Cao Ngọc thuộc đơn vị vùng sâu vùng cao, nhưng do được tuyên truyền tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm nên ý thức kinh doanh của các hộ được nâng lên rõ rệt, các thủ tục giấy tờ chính đầy đủ, hàng hóa kém chất lượng hay hết hạn sử dụng không có, kể cả bánh Trung thu đều đảm bảo tiêu chuẩn, có nhãn mác xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Qua kiểm tra, đoàn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện đã tuyên truyền và nhắc nhở các hộ kinh doanh cần nêu cao ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan tại cơ sở kinh doanh và ở cộng đồng, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc do thực phẩm gây ra.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thực sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.